Công an Trà Vinh quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình An ninh Trà Vinh kỳ này mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi những nội dung như sau. Mở đầu là phần tin. Tuyên dương 26 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức gặp mặt thương binh con liệt sĩ đang công tác trong lực lượng công an. Đoàn thanh niên hội phụ nữ công an Trà Vinh thăm tặng quà gia đình chính sách. Bắt quả tang cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phóng sự công an Trà Vinh nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến. Tiểu mục truy nã tội phạm. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Chiều ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Đại tá Quỳnh Văn Thịnh, tỉnh ủy viên, phó giám đốc công an tỉnh, bà Trần Thị Kim Trung, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Thực hiện chương trình phối hợp số 09 năm 2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp số 02 về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai ngành đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tội phạm giai đoạn 2018-2023, chỉ đạo cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động được duy trì bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, thiết thực. Các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở phát huy được hiệu quả. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng lên. Từ đó, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, có 26 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Quỳnh Văn Thịnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chương trình phối hợp số 09, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị hai ngành cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết có hiệu quả ngay từ mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, chiều ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh, con liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh. Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng về sự hy sinh cao cả và những tấm gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Công an Trà Vinh nói riêng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe các đồng chí thương binh, con liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh. Hiện nay, Công an tỉnh có 2 đồng chí là thương binh, 24 đồng chí là con liệt sĩ đang công tác tại công an các đơn vị địa phương.
Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc biểu dương thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí trong thời gian qua, hy vọng rằng các đồng chí thương binh, con liệt sĩ tiếp tục cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, không ngừng rèn luyện học tập công tác chiến đấu, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an Trà Vinh. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 24 tháng 7 năm 2023, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an Trà Vinh đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mão ở ấp Lưu Tư, xã Quyền Hội, huyện Càng Long. Mẹ Mão do Công an Trà Vinh nhận phụng dưỡng. Đại diện tuổi trẻ Công an tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của mẹ Mão trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Tiếp đó, đoàn đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Tiến, Nguyễn Nhân Hơn ở huyện Tiểu Cần, Nguyễn Thành Thiên, Nguyễn Hòa Luân ở huyện Cầu Kè, Sơn Cang ở huyện Châu Thành và Lê Văn Năm ở thành phố Trà Vinh. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ chiến sĩ Công an Trà Vinh nói chung, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ Công an tỉnh nói riêng. Đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng, qua đó giáo dục sâu sắc về truyền thống, đạo lý của dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình chính sách. Ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1996, ngụ ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, về hành vi kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Trà Vinh phối hợp đội 4 Cục Quản lý Thị trường Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử ở khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh do Danh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 41 máy hút thuốc lá điện tử và 23 chai tinh dầu không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên. Bước đầu, Nguyễn Thanh Danh cho biết số thuốc lá điện tử và tinh dầu được mua trên mạng, mục đích bán lại kiếm lời, với giá một sản phẩm từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến nay, Công an Trà Vinh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt gần 77%. Công an các đơn vị địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao trong năm 2023. Cụ thể, Công an các đơn vị địa phương triển khai bố trí hai hình thức nộp hồ sơ, gồm nộp trực tuyến và nộp trực tiếp. Phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ người dân khi đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bố trí máy tính có kết nối Internet, được cài đặt đầy đủ các tài liệu hướng dẫn việc nộp hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức. Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một thành viên thực hiện được dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn các thành viên còn lại trong gia đình. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp tổ chức đoàn thể các trường học để tuyên truyền tiện ích, hướng dẫn cài đặt và đăng ký định danh điện tử, hỗ trợ học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen nộp hồ sơ từ trực tiếp sang trực tuyến của người dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do lực lượng công an cung cấp. Theo số liệu thống kê, từ khi triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến hết tháng 7 năm 2023, Công an các huyện, thị xã, thành phố và 4 đơn vị trực thuộc Công an Trà Vinh gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông
đã tiếp nhận 188.180 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 224.435 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76,98%. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 655 hồ sơ đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đăng ký quản lý con dấu và đăng ký quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự từ cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Kết quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân là 1.028.598 hồ sơ, trong đó có 16.242 hồ sơ cấp căn cước công dân qua cổng dịch vụ công trực tuyến, 280.212 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong đó đã kích hoạt 129.964 tài khoản. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông từ tỉnh đến công an cấp xã được giao thực hiện 3 nhóm thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, như thủ tục đăng ký xe, thủ tục xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đường thủy, thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên. Qua đó, có 28.178 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Hôm nay là em đến đây để đóng phạt về lỗi là nồng độ cồn. Thì theo em tìm hiểu thì trước kia là muốn đóng phạt thì phải đến phòng cảnh sát để nhận quyết định và ra kho bạc để đóng tiền. Nhưng mà hôm nay đến đây thì được cán bộ hướng dẫn cho nộp phạt trực tuyến trên mạng thì em cảm thấy rất là tiện lợi và ít tốn thời gian cho em. Khi cán bộ hướng dẫn thì em cảm thấy nó rất là dễ thao tác. Dịch vụ công quốc gia, sau đó là chọn thanh toán trực tuyến và chọn nộp phạt vi phạm hành chính. Việc cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip qua cổng dịch vụ công trực tuyến được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho công dân. Từ khi triển khai việc nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến hết tháng 7 năm 2023, đã có trên 18.315 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, trong đó có 11.985 hồ sơ của công dân nộp qua cổng dịch vụ công Bộ Công an. Dạ, em đăng ký với Bo lần thứ 2, em đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Mình cần có app với lại căn cước công dân với lại tài khoản email của mình đó chị. Là em thấy là đăng ký cũng dễ dàng, không có khó. Để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh giao. Cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực này và hơn hết là tinh thần vì nhân dân phục vụ. Việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Người dân, doanh nghiệp đã hình thành thói quen và dần sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến, giảm tải việc đến cơ quan công an. Qua đó, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo được quyền làm chủ của công dân. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Trà Vinh, từ khi triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, có 262 hồ sơ được nộp trực tuyến, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Do đó, tổ chức cá nhân có nhu cầu không cần thiết phải đến cơ quan công an để nộp hồ sơ mà nộp trực tuyến trên môi trường mạng, tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại. Thì trước kia thì em làm các phương án phòng cháy chữa cháy và các giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho các nhân viên cửa hàng xăng dầu. Thì em thường hay đi qua bên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm trực tiếp. Hiện nay em được cán bộ qua hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an thì em thấy dịch vụ này rất là tiện ích. Tại vì trước kia thì em đến để nộp trực tiếp, hiện tại thì em sẽ làm trực tuyến trên hệ thống luôn. Em không cần phải đi qua lại nhiều lần khi mà em làm trên hệ thống. Em thấy rất là tiện ích vì hồ sơ của em đang thực hiện tới bước nào thì sẽ được thông báo qua tin nhắn hoặc là được cán bộ điện thoại thông báo cho em là em đã thực hiện tới cái khâu nào, đã được hồ sơ đã được nộp đến
cán bộ nào để phụ trách. Em xin chân thành cảm ơn các anh hôm nay đã đến hướng dẫn em để làm dịch vụ công. Em thấy dịch vụ này rất là tiện ích. Với sự nỗ lực của ngành công an, dịch vụ công đang dần được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Sự hài lòng của người dân chính là động lực đẩy Công an Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Để góp phần nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao. Nã đối tượng Trần Ngọc Hiệp, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, can tội trốn khỏi nơi giam giữ theo quyết định truy nã số 01 ngày 20 tháng 12 năm 2001 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh. Thân nhân đối tượng, họ tên cha Trần Ngọc Nghĩa, họ tên mẹ Nguyễn Thị Thiên, đặc điểm nhận dạng đối tượng, sẹo chấm cách 1 cm dưới sau đuôi mắt phải. Truy nã đối tượng Thạch Thị Chi, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú ấp Cầu Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, can tội trộm cắp tài sản, dụ dỗ người dưới 18 tuổi phạm pháp. Theo quyết định truy nã số 09 ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, thân nhân đối tượng, họ tên cha Thạch Chịa, họ tên mẹ Thạch Thị Quynh, đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m50, sống mũi thẳng, dái tai chúc, sẹo thẳng 1,5 cm, cách 2 cm trên sau lông mày phải. Mọi công dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đối tượng truy nã, báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh qua số điện thoại 0693-729-047 hoặc liên hệ công an địa phương nơi gần nhất. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cam đoan giữ bí mật cho người báo tin và có phần thưởng cho những tin báo có giá trị bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý theo pháp luật. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An ninh Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.